Nhân dịp 75 năm xảy ra cuộc nổi dậy ngày 3 tháng 4 năm 1948 trên đảo Jeju, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Song yeol đã cam kết sẽ ghi nhớ những nỗi đau và mất mát của nạn nhân và gia quyến, những người đã hy sinh trong cuộc nổi dậy này. Thủ tướng Han Đốc Su đã thay mặt Tổng thống tham dự lễ tưởng niệm cuộc nổi dậy ngày 3 tháng 4 trên đảo Jeju. Tại đây, Thủ tướng Han đã truyền đạt lại lập trường trên của Tổng thống Yoon phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Han khẳng định việc nghĩa vụ đương nhiên của một quốc gia dân chủ hướng đến tự do và nhân quyền chính là tưởng nhớ hương hồn của những nạn nhân vô tội đã phải bỏ mạng trong cuộc nổi dậy 3 tháng 4 cũng như cùng người dân xoa dịu nỗi đau của các gia quyến các nạn nhân. Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cũng cam kết sẽ nỗ lực để làm sáng tỏ sự thật, khôi phục lại danh dự cho các nạn nhân và gia quyến. Chủ tịch Đảng Kim Ki-hyun khẳng định lòng tưởng nhớ của Đảng đến sự hy sinh của những nạn nhân vô tội là không bao giờ thay đổi. Trong khi đó, Đảng Đối lập Dân Chủ đồng hành đã tổ chức cuộc họp Ủy ban Tối cao Đảng tại đảo Jeju với sự tham dự của ban lãnh đạo đảng, gồm Chủ tịch đảng là Lee Jae-myung. Đảng này chỉ trích phe cánh hữu là chính phủ và đảng cầm quyền đang phỉ bán tinh thần của cuộc nổi dậy 3 tháng 4. Đặc biệt, Đảng Dân Chủ đồng hành chỉ trích việc những gương mặt chủ chốt trong ban lãnh đạo đảng cầm quyền không tham dự lễ tưởng niệm 75 năm cuộc nổi dậy 3 tháng 4 đã thể hiện được bộ mặt thật của chính quyền Tổng thống Yoon Suk-yeol. Trước tình hình này, Ủy viên tối cao Đảng Sức mạnh Quốc dân Thê Yong người gây tranh cãi khi cho rằng cuộc nổi dậy trên đảo Jeju năm xưa là do cố chủ tịch Kim Nhật Thành chỉ thị, đã một lần nữa khẳng định không có ý định xin lỗi các tổ chức của gia quyến các nạn nhân. Ông cho rằng phát biểu của mình chỉ là để người dân biết được sự thật lịch sử, để khôi phục danh dự cho các nạn nhân. Cuộc nổi dậy ngày 3 tháng 4 tại đảo Jeju, hòn đảo ở phía nam Hàn Quốc, kéo dài từ ngày 3 tháng 4 năm 1948 đến ngày 21 tháng 9 năm 1954, là một cuộc xung đột đẫm máu khiến nhiều người dân vô tội thiệt mạng trong quá trình quân đội chấn áp cuộc nổi dậy vũ trang của phe cánh tả